Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay nhóm mình xin giới thiệu cho thầy và các bạn tác phẩm The Vitamin thứ Epson Stylus 4900. Thì để tạo profile cho máy in thử này thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra và thiết lập các thông số trên máy in thử. Đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra đầu phun của máy in thử có hoạt động tốt hay không. Thì chúng ta sẽ tiến hành vào in thử và vào menu. Chúng ta sẽ chọn vào nozzle check và mình chọn print check pattern thì nó sẽ in ra cho các bạn là một tờ tờ giấy này. Thì ở đây nó sẽ có một cái các ô màu, thì các bạn kiểm tra thử là các ô màu có đều nhau không, mực nó có bị đứt khúc bất kỳ chỗ nào không. Nếu mà có vấn đề màu không đều thì chúng ta sẽ tiến hành lau đầu phun. Để lau đầu phun thì chúng ta sẽ vào có hai tùy chọn cho chúng ta chọn, đó là auto cleaning và manual cleaning. Thì auto cleaning thì nó sẽ tự động lau hết tất cả các đầu phun có trong máy in thử, còn manual cleaning thì nó cho phép chúng ta là lau đầu phun theo từng cặp đầu phun. Thì việc này sẽ tối ưu hơn cho các bạn nếu mà một số đầu phun gặp vấn đề thì mình sẽ lau từng cặp, không nhất thiết là lau toàn bộ, sẽ tiết kiệm mặt vật. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành xác định khoảng cách từ đầu phun đến giấy. Thì chúng ta sẽ vào menu và chọn tên Paper Setup và chọn Customer Paper. Thì ở đây sẽ cho phép chúng ta chọn cái loại giấy mà chúng ta sử dụng. Và chúng ta sẽ vào Technique Pattern. Thì ở đây chúng ta sẽ in ra một cái hàng có số thứ tự là từ 1 tới 15. Thì các bạn sẽ quan sát thử các đường này, nếu mà cái đường nào thẳng thì chúng ta sẽ nhập vào trong thứ máy in thử. Tiếp theo là chúng ta sẽ kiểm tra thời gian khô. Thì chúng ta sẽ vào menu Custom Paper và chúng ta chọn Dry Time. Thì ở đây chúng ta sẽ cài đặt thời gian để cho mực nó khô. Ở đây là 0.5 giây. Hoặc là các bạn có thể in ra nhiều lần, nếu mà cái tờ nào khô và xác định có thời gian khô bao lâu thì các bạn có thể là nhập vào trong máy in thử này. Tiếp theo là chúng ta sẽ xác định độ dày giấy của vật liệu. Thì ở đây chúng ta sẽ set up là vào menu và chọn Head Alignment. Thì vào alignment thì chúng ta sẽ vào paper technique, vào paper technique. Ở đây thì chúng ta sẽ set up cho độ dày giấy, thì mình sẽ set up cho cái loại giấy sử dụng là 16 mil. Chúng ta có thể dùng thước vernier để đo và nhập vào vị trí này và quay ra lại. Thì sau đó chúng ta sẽ tiến hành bỏ giấy. Ở máy in thử này thì có 3 vị trí để bỏ giấy. Thứ nhất là dạng trục, thứ hai là dạng khay, và thứ ba là mình sẽ bỏ bàn tay vào nơi đặt giấy. Trong lúc đặt giấy thì chúng ta cần chú ý là khi đặt giấy vô thì để đúng vị trí đi kê để không bị miếu giấy, nếu không là máy sẽ báo lỗi. Sau khi đặt giấy vào đúng vị trí theo cơ thì chúng ta sẽ nhấn vào nút xuống để cho máy nó kéo cái tờ giấy của mình xuống để tiến hành thử. Thì trong sau khi đặt giấy xong vào xong thì các bạn sẽ tiến hành bỏ qua phần mềm. Thì trong phần mềm thì sẽ có hai điều chú ý là EFI Serve thì nó sẽ khởi động sau khi các bạn bật máy tính lên. Còn thứ hai là Fiery SF Client thì các bạn sẽ chọn vào cái này để khởi động cái phần mềm Fiery SF.
chúng ta sẽ tiến hành loạn lấy màu. Sau khi chúng ta khởi động phần mềm xong thì ở đây nó có giao diện, đây giao diện nó thì cái giao diện của mềm Job Explorer thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành quản lý các file, còn System Manager thì chúng ta sẽ tiến hành tạo workflow cho máy điện tử. Có 4 bước để chúng ta tiến hành quản lý cho máy điện tử. Quản lý màu cho máy điện tử đó là thứ nhất là tiến tính máy in, là để cho phần mềm hiểu máy in và khả năng của máy in là như thế nào. Thứ hai là chúng ta sẽ tạo ICC profile. Bước thứ ba là chúng ta sẽ tạo workflow để quản lý màu trong quá trình in thử. Bước thứ tư là chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá ICC làm ra nó có đạt được cái điều kiện in thật hay không, nó có khả năng giải lập điều kiện in thật không. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành in các chạm màu để tiến tính máy in. Thì chúng ta sẽ tiến tính máy in. Ở đây chúng ta sẽ chọn lại EFI Linearization Linear Divide thì nó sẽ tiến tính theo cái workflow này. Workflow này là của máy in nó sẵn, là chúng ta sẽ in ra cái bản chất của máy in nó như thế nào, cái khả năng in của nó. Trong này thì có 3 phần, đó là User, Workflow và Output Defined. Thì User chúng ta sẽ không có thay đổi gì cả. Còn Workflow thì chúng ta sẽ quan tâm chú ý đến Color, kiểm tra xem nó có tích tùy chọn Color Management không. Nếu tích tùy chọn thì chúng ta sẽ bỏ, bởi vì ở đây chúng ta sẽ không có quản trị màu. Và in ra sẽ là bản chất của máy in nó như thế nào. Cái thứ ba là Output Defined thì ở đây chúng ta sẽ thiết lập. Trong cái mục Defined thì chúng ta sẽ chọn máy in dạng Epson. Và ở mục Defined Type thì chúng ta sẽ chọn loại máy là Epson Stylus 4900. Chọn công kết nối là via port và chọn kết nối là USB. Thì nếu chúng ta không chọn đúng tại này thì nó sẽ không thể in được. Thứ hai là phần media, thì phần media chúng ta sẽ chọn loại mực cho sử dụng cho máy in. Thì ở đây mình sẽ sử dụng loại mực đen và bóng là Ultra Chroma HDR. Còn các mục ở dưới này, media name, thì cái mục này là nó tương ứng với là ICC profile chúng ta tạo. Nhưng mà ở đây là mình đang sử dụng tuyến tính về máy in nên cái mục này chúng ta sẽ không cần quan tâm và đề cập. Sau khi chúng ta tùy chọn trên thì ở mục Media Size thì chúng ta sẽ chọn cách thức mà giấy đầu vào. Thì có tùy chọn là trục hoặc là khay hoặc là chúng ta sẽ nạp bằng tay. Thì chúng ta sẽ chọn là Menu Fit để chúng ta bỏ giấy bằng tay. Ở đây mình sẽ chọn cái khổ giấy mình là A3 nha. Và chúng ta tích qua tích lại workflow và output defined để máy nó lưu những thiết lập của chúng ta. Thì bây giờ để tuyến tính máy in thì chúng ta sẽ vào Color Tool và chọn Create Base Linearization. Thì trong cái mục này chúng ta sẽ có 6 bước để tiến tính. Đó là bước đầu tiên là thiết lập các thông số và kiểm tra kết nối thiết bị. Thứ hai là xây dựng lượng mực cho từng con màu. Còn cái thứ ba là linearization thì chúng ta sẽ tiến tính từng con màu. Thứ tư là total and limit thì ở đây chúng ta sẽ xác định cái tổng lượng mực sử dụng. Cuối cùng là thứ năm là quality control thì chúng ta sẽ in lại màu để kiểm tra. Tới cuối cùng là summary thì chúng ta sẽ xem kết quả nó như thế nào. Trong mục setting thì chúng ta sẽ chọn mấy
là iOne Pro 2 và chúng ta click vào setting. Ở trong mục setting thì chúng ta sẽ kiểm tra từ thiết bị đúng chưa, kết nối chưa. Như thế này là đã kết nối rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn cái loại mực sử dụng Intel. Thì như đã trước thì mình sẽ chọn mực là đen và bóng. Tiếp theo là chọn MediaType thì chúng ta sẽ chọn loại giấy giấy bóng glossy. Và Media Name thì ở đây thông thường chúng ta sẽ đặt tên của loại giấy mà chúng ta sử dụng để tuyến tính loại vật liệu. Ở đây nhóm mình sẽ đặt tên theo tên nhóm để cho dễ kiểm tra là Minh Lai Vân. Các tham số dưới thì chúng ta không thiết lập. Sau khi thiết lập xong thì chúng ta bấm nét thì nó sẽ qua in limit per channel. Các bạn sẽ tiến hành bấm lệnh string. Thì chúng ta sẽ kiểm tra trong mục Job Explorer xem cái quá trình in nó có diễn ra như thế nào. Chúng ta sẽ sau khi mà tờ in nó in ra xong thì chúng ta sẽ measure, bấm là measure để tiến hành đo, chờ một khoảng thời gian nữa trong. Thì sau khi mực khô xong thì chúng ta sẽ tiến hành đo. Đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào measure để tiến hành tuyến tính thiết bị đo, căn chỉnh thiết bị đo. Sau khi căn chỉnh xong thì nó sẽ hiện cái các ô màu để các bạn có thể tiến hành là đo các ô màu trong tờ in thử vừa rồi. Nếu mà đo đạt thì nó sẽ đo được thì nó sẽ hiển thị các ô màu ở trên cái bảng. Các bạn sẽ tiến hành đo từng hàng. Sau khi đo xong thì nó sẽ tích tùy chọn màu xanh. Chúng ta bấm next qua cái bước thứ ba là linearization, tuyến tính cho từng cái màu, từng màu. Chúng ta bấm lệnh in để in cái tờ in tờ thứ ba. Sau khi tờ in đã khô và chúng ta tiến hành đo, và chúng ta bấm lệnh measure để căn chỉnh thiết bị đo. Vậy sau khi con chỉnh xong sẽ hiện cái các vùng ô mình sẽ tiến hành đo màu. Ở này thì chúng ta cũng sẽ đo từng hàng màu như ở trong cái tờ in trước đó. Lưu ý là khi chúng ta đo thì ấn nhẹ nhàng vào thiết bị đo để nó lấy giá trị. Kéo từ từ qua các ô. Khi nó đã lấy giá trị và lưu thì nó sẽ hiện cái nút xanh thì báo cho bạn đã hoàn thành đo cái hàng đó. Tương tự như là các hàng màu còn lại, chúng ta cũng tiến hành đo.
Sau khi hoàn thành đo hết các hàng thì chúng ta sẽ bấm next để chuyển sang bước tiếp theo và đo cái total and limit, đo tổng lượng mực. Tương tự và in thử và con trên thiết bị. Sau khi đo xong thì nó sẽ hiện dấu tích xanh. Ở đây bạn sẽ thấy được cái giá trị tổng lượng mực phủ mà thiết bị đo được trên cái tờ in của mình là 255. Nếu cái tờ in mà bạn thấy có lem mực thì bạn xác định cái cột đứng trước đó và chọn tích vào tùy chọn để chọn cái cột của mình xác định được trên cái tờ in. Còn đối với mình thì mình không, nên là mình sẽ chọn cái ban đầu. Bước tiếp theo mình sẽ bấm next và chọn cái in quality control và cũng tương tự như các bước trước đó. Chúng ta sẽ đo các hàng màu và sau khi xong thì đến bước cuối cùng là summary. Ở đây nó sẽ hiện các thông số, các tên, máy in, mực và độ phân giải thiết bị các bạn đã thiết lập trước đó để làm tuyến tính máy in. Chúng ta bấm Save and Finish để lưu lại cái thiết lập này. Thì nó lưu dưới dạng đuôi chấm ABL, thì bạn sẽ lưu với cái tên mặc định mà thiết lập thiết bị đã tạo, mình khỏi cần đặt lại tên. Sau đó mình sẽ ra ngoài lại và bấm vào Create Media Profile để tiến hành in tế trạng. Ở trong mục này mình sẽ chọn tên thiết bị đo là X-Drive i1 Pro 2, chọn tế trạng là 1617 random và cái size là manual fit khổ giấy A3. Mình sẽ bấm lệnh print để nó in cái tế trạng. Tế trạng của mình là sẽ có 3. Sau khi in xong thì mình sẽ tiến hành căn chỉnh thiết bị và tiến hành đo tế trạng. Sau khi đo xong thì nó sẽ hiện kết quả maximum của delta E là 1.5 thì nó cũng nằm trong khoảng cho phép chấp nhận được. Bạn có thể edit cái điểm đen và bấm next thì nó đã lưu lại cái profile mà mình tạo. Bước thứ ba là mình sẽ tạo workflow để quản lý quá trình in thử. Thì ở workflow chúng ta sẽ create new, tạo mới cái workflow và đặt tên là Lai Linh Văn. Mục file thì chúng ta sẽ chọn cái đường dẫn đến hot folder là nơi mà chúng ta sẽ gửi cái file vào thư mục này để tiến hành in và xử lý. Ở mình chọn là 16148 là đường dẫn. Thì các bạn có thể xem lại cái đường dẫn để tiện cho việc lưu file vào. Chú ý ở đây là mình sẽ qua cái mục Color Management. Thì các bạn quan tâm là tích tùy chọn Color Management, bởi vì ở bước này thì mình sẽ tiến hành quản lý màu rồi và mình sẽ chọn sụt profile là Isocotic V2 ACICC và cái rendering của mình là Absolute Color Grammatic và cái simulation profile của mình cũng là isocotic và 2 ACICC.
Chỗ này là mình sẽ chọn vừa file theo điều kiện in thật mà của ISO. Mình tiếp theo mình sẽ qua cái phần verify. Ở một phần này upload mình sẽ không có thiết lập gì hết trong này. Qua tới cái phần verify thì ở đây mình sẽ chọn cái loại thang kiểm tra mà mình sẽ đặt ở trong cái tờ in thử của mình để quản lý màu. Thì mình sẽ chọn là Ugra Fogra Media Web V2.2A ES2000 I1 Pro 2. Mình sẽ in ra cái thang kiểm tra màu này. Ở thang kiểm tra màu thứ hai thì mình nhấn phần chọn để nên. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo là tích tùy chọn qua lại để nó lưu cái thiết lập của mình. Các bạn tích vào About Device. Không bảo bạn lưu thiết lập ở bên kia không thì bạn lưu. Mình sẽ nhấn chuột phải chọn New About Device. Tại đây mình sẽ đi đặt tên của thiết bị ở trong cái mục là Print. Thì mình sẽ đặt tên theo của nhóm mình luôn là Lai Linh Vân. Ở đây mình sẽ chọn là Made in Epson. Và chọn cái loại thiết bị là Epson Stylus Pro 4900 là máy in mình sử dụng. Lưu ý là chúng ta sẽ chọn cổng là via port kết nối và chọn đầu vào là chọn loại là USB để nó truyền dữ liệu. Sau đó chúng ta sẽ qua cái mục là Device Media. Ở đây chúng ta sẽ chọn loại mực là Epson Ultra Chroma HDR và chọn Media Name là tên của loại giấy mà lúc nãy mình đã tạo trước đó là La Linh Văn. Mình sẽ ở đây ở mục Calibrate thì mình sẽ chọn profile mà lúc nãy mình đã tạo. Tới cái mục Media tới mục Media Size thì chúng ta sẽ chọn cái cách thức nạp vật liệu và kích thước vật liệu thì mình chọn là Menu Fit là nạp bằng tay và chọn cái khổ giấy là A3 ISO A3.
từ đó qua một abut. À, trong một ngày chúng ta sẽ không còn nhìn. Chúng ta sẽ tính qua tính lại để nó lưu thiết lập ở bên Abu Dhabi. Bây giờ chúng ta sẽ kết bật bật nút xanh cho cái workflow của mình. Là bây giờ máy in nó sẽ chạy tuyến tính, chạy cái workflow mình đã tạo. Chúng ta sẽ kết nối và bằng cách là kéo từ admin. Kéo từ admin đến cái workflow là Lightning Bank và qua Abu Dhabi là Lightning Bank. Là cho phép chương trình đã hoạt động. Tiếp theo mình sẽ kéo cái file mà mình muốn in thử vào cái hot folder lúc nãy của mình là 16148. Bên cạnh đó thì mình sẽ vào lại xem cái chương trình của cái file của mình đã chạy chưa trong cái Job Explorer. Các bạn chú ý là phải vô cái mục cái chương trình của mình để kiểm tra là Lightning Bank, là cái file nó đang trong tiến trình là xử lý và in. Các bạn lưu ý là phải đặt giấy vào chú đó, chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần các bạn copy file cần in thử vào cái thư mục hot folder thì máy in sẽ tự xử lý và in ra cái tờ in của mình. Trong lúc mà chúng ta chờ đợi cái quá trình xử lý in thì chúng ta qua và chọn cái verifier để khởi động. Ở đây thì các bạn sẽ tiến hành open cái profile mà chúng ta cần muốn so sánh là ISO Cotip V2 EC. Chúng ta sẽ chọn profile mà chúng ta muốn so sánh. Nó sẽ hiện ở bên cái bên cột bên trái. Còn cột bên phải là chúng sau khi tờ in đã xong á thì chúng ta sẽ tiến hành đo và bấm measure để tiến hành cân chỉnh thiết bị. Bấm next. Sau khi thiết bị cân chỉnh xong thì chúng ta sẽ tiến hành đo các giá trị màu ở trong thang màu của tờ in thử vừa rồi. Như vậy là sau khi đo xong thì nó sẽ hiển thị cái dấu tích là các giá trị màu đã đo xong trong cái thang của tờ in thử. Các bạn bấm next thì nó sẽ hiện các giá trị màu ở bên cột bên phải. Thì cột bên phải là các giá trị mà máy đo được từ cái tờ in thử của mình. Còn cột bên trái là theo ISO. Nhìn vào kết quả ta thấy là không gian màu của giấy và máy in thử Essence Stylus Pro gần như bao bọc toàn bộ không gian màu của điều kiện in thật là ISO. Kết luận rằng là chúng ta có thể dùng máy này để giả lập cho điều kiện in thật.
quan sát vào một kết quả result thì chúng ta thấy cái các phần là delta E, các giá trị delta E là trung bình và delta E max thì nó lớn hơn so với giá trị tiêu chuẩn về dung sai. Chứng tỏ là dựa giấy sử dụng là có sự sai lệch so với chuẩn và không hoàn toàn giống với điều kiện in thật. Nguyên nhân là do giấy không đạt chuẩn và điều kiện theo chuẩn của ISO thì khá khắt khe, nên là khó mà có thể mắc hoàn toàn so với chuẩn được. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể quan sát thêm các giá trị delta E của từng màu, thì cũng có một số màu là phù hợp như là cyan, magenta và yellow, và black white thì nó có sự sai số. Hoặc là quan sát thêm các không gian màu như là các giá trị đo như là delta H hoặc delta T, delta CH, delta L thì cũng đa số là cũng khớp màu so với khớp màu giá trị dung sai nó nằm trong khoảng cho phép. Nhìn chung thì việc thiết lập tạo profile cho máy in thử Epson Stylus Pro 4900 trên loại giấy này thì có thể sử dụng được để giải lập cho điều kiện in thật. Thì trên đây là toàn bộ bài giới thiệu cách tạo profile cho máy in thử Epson Stylus Pro 4900 của nhóm. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.